Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho anh chị các bạn một con xe Hyundai i10 số sàn bản sedan hai đầu ấy chị nhá. Một con xe đời 2016, xe màu bạc, bản đủ số sàn hai đầu. Và con xe này thì đang bán với mức giá đó là 245 triệu. Có bán bao rút hồ sơ cũng như lợp lá một chút cho anh chị và các bạn. Cũng có xe mà tổng thành hoàn toàn không có lỗi gì hết. Bảo hành cho anh chị các bạn về phần đâm đụng tai nạn ngập nước cũng như là khoan đục taxi. Cái tổng thể phía ngoài rất là đẹp, anh chị các bạn có thể nhìn lốp lắp la răng các thứ cũng còn giữ được rất là sáng đây. Đấy, đặc biệt là cái xung quanh vành vô lăng như này, anh chị bạn có thể nhìn này. Đấy, không có dấu hiệu bị sứt sát gì cả. Nhiều con thì là nó thay lốp đấy, và nó thay ở ngoài gara, nó không phải là vào trong hãng hoặc là nó không có máy thì thay nó cậy. Những cái lốp viền xung quanh này rất hay bị sứt, nhìn nó rất là xấu đấy, hoặc đi đường đất đá nó chém vào những cái mặt la răng như này thì nó bị sứt ra. Nên con xe này thì hoàn toàn không có anh chị nhé. Đấy, mặt la răng rất là đẹp. Đây. Đấy. Lốp trước lốp sau đều rất là đẹp. Lốp còn khá là dày. 2016 số sàn bản đủ. Và lốp con xe này là lốp Michelin luôn nhá, lốp xịn đấy. Đi rất là êm. Máy móc thì đi cũng khá là ngon. Xe biển tỉnh thôi và bán bao rút hồ sơ. Đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2025 cơ. Tháng 9 năm 2025, giờ 2023 thôi. Còn gần 2 năm nữa anh chị ạ. Đấy, đăng kiểm rất dài, lấy là chúng ta về chúng ta sử dụng luôn, không phải đăng kiểm. Đấy, chỉ có vấn đề là chúng ta phải rút hồ sơ và ra tên thôi. Đây nội thất phía bên trong này, nội thất màu đen. Đấy, bản đủ vô lăng cổ số này. Mặt vô lăng đây. Con xe này thì chưa có trang bị màn hình gì cả, chưa có màn hình. Và khi chưa có màn hình thì nó cũng chưa có cam. Vẫn là đầu đài CD nguyên bản. Xe đi hơn chục vạn rồi, còn là nguyên bản. Trần Lý Nguyên. Trần này cũng không bọc túi bóng nhưng mà Trần Lý Nguyên này. Đầu đài CD. Rất màu đen. Trong tổng thành con xe này phía bên trong nội thất thì nó cũng không có trang bị cái gì cả. Thế nên là cũng không có cái gì nhiều để mà giới thiệu cho anh chị các bạn. Tay nắm các thứ anh chị nhìn này. Đấy, phần mạ bạc nó cũng nguyên zin, con xe này thì đi cũng tầm chục vạn hơn chuẩn thôi. Thế nên là cái phần tay nắm như thế này là chủ nó không có sờ vào mấy thì nó không bị trượt chạt ra. Chỉ có cái việc chốt ra chốt vào tự động ấy. Con xe này thì bấm khóa chúng ta chốt vào thì những cái phần rìa rìa của những cái khóa này nó hay bị xước ra bởi vì nó chốt khóa sập ra sập vào nhiều thì nó bị xước xước chỗ đấy thôi. Còn những cái phần tay nắm thì không có vấn đề gì hết. Tổng thành còn khá là ok. Còn phía bên trong nội thất thì xe không trang bị cái gì nên không có gì để giới thiệu đến cho anh chị các bạn cả. Nó nguyên bản hết. Ghế da màu đen. Điều hòa chỉnh tay. Vô lăng thì có tích hợp một chút thôi. Đây đi qua hệ thống máy của nó. Sedan hai đầu thì đời này nó là máy 1.2 chị nhé. Những dòng sedan thì tất cả đều xe là 1.2 hết. Dù là xe đời này nếu mà một bản một đầu thì nó là vẫn có xe 1 chấm nhập khẩu, tuy nhiên là sedan thì lúc nào cũng là 1.2. Đây, toàn bộ khoang máy đây. Đấy, bản đủ phanh ABS đây. Còn lại thì là keo chỉ nguyên zin, máy nguyên zin, không có mất phần nào cả. Đấy, ở đoạn đầu video đã nói rồi, bảo hành cho anh chị các bạn về phần đâm đụng tai nạn ngập nước cũng như là khoan đục taxi. Anh chị các bạn có thể đến xem xe và test xe. Sơn tỉa thì chắc chắn là có rồi, con xe này chỉ có sơn tỉa rồi. Đấy, còn nội thất cũng như là máy là vẫn nguyên zin nguyên bản.
245 triệu bán bao rút hồ sơ. Xe số sàn sedan, và anh chị bạn có nhu cầu với con xe này thì có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở trên màn hình hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe cũng như là đi thử. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.